Xin chào các bạn. Hôm nay quán mình nghỉ nên mình cũng có thời gian nhiều đi câu. Sáng giờ mình lo ở nhà làm cái việc nhà xong rồi giờ mới đi nè. Giờ cũng hơn 7 giờ nên trời cũng khá hơi nắng lên rồi. Hôm nay mình vừa câu mình vừa chia sẻ các bạn cái kinh nghiệm của mình thôi nha. Về cách câu cá rô rồi á. Thì mình cũng rất ghiền câu cá rô với cá trê. Nhưng mà mình thích câu cá rô hơn. Đương nhiên cái đầu tiên là cái chỗ câu cá thì mình thường á, các bạn cứ kiếm ao sen nè. Dù ao này ao sen nè. Hoặc là ao rau muống. Ruộng lúa cũng được. Nói chung chỗ nào có cá rô càng nhiều thì càng dễ câu đúng không các bạn? Đương nhiên cái chỗ câu sẽ đánh giá tất cả. Cái chỗ câu hiệu quả hay không thì là phải có cá rô đã. Chứ chỗ không có cá rô giờ có cái cột tờ cò xanh 500 hay cục vàng vô cá nó cũng không không lại. Cái thứ hai là nhử mồi. Thường thường mình nhử bằng cám. Cám cho gà, cho vịt ăn rồi đó. Hoặc cám cho cá ăn. Nhưng mà hôm nay mình có ít chứng kiến cũ nè. Mình thả xuống đó mình nhử mồi. Nhưng mà mình nói trước hôm nay mình câu chắc cũng không hiệu quả lắm tại hôm nay là nước ròng nè. Hôm nay 16 17 âm lịch nè, như 16 âm lịch. Tại sao nước kém hiệu quả hơn thì đương nhiên nước kém mà nước nó ít á, cái mực nước nó ít. Thì cá cái số lượng cá nó tập trung lại một chỗ nhiều hơn. Dễ nhử mồi dụ nó lại hơn. Đúng không các bạn? Thường câu trên ruộng hay nhấp trên ruộng thì cá rô nó nhỏ. Còn nếu mà câu ao mà mấy cái ao mà dài năm á, dài năm mà người ta không có tháo hay gì đó. Hoặc nó luôn luôn có cái nước, dù nước kém nó cũng có nước thì câu sẽ cá sẽ có cá bự hơn. Còn về mồi câu mình thấy chưa có gì hiệu quả bằng một là trứng kiến vàng nè. Bạn thấy cái trứng kiến vàng nó có mùa ha. Có mùa thì có cái trứng gọi là trứng kiến chúa nó to dễ móc, còn mấy cái này mình cứ dắt bằng cái này cũng được nè. Một là trứng kiến vàng ha, hai là trứng ong nghệ, ở đây mình gọi là ong nghệ. À, trước hôm nay tại mình không có lấy được cái cây chĩa của mình nên mình không có thọc được cái ổ ong nghệ nào cho bạn xem ha, biết ai xách cây chĩa đeo dục đâu mất không thấy. Ong nghệ hay ong vàng á thì nó màu vàng nghệ á, nó là ong nghệ vàng hay ong vàng nghệ là nó vậy, nó là nó đó. Cái thì hai cái loại mồi này mình thấy nó hiệu quả nhất. Còn không các bạn có dế cũng được, trùng cũng được, cào cào châu chấu gì đó, hoặc là tép thúi, tép gạo, tép rong á, thúi á, bạn câu cũng hiệu quả. Nhưng mà mình thấy nhạy nhất vẫn là mồi ong hoặc trứng trứng kiến. Còn có một số bạn mà nói mình câu giấu chỗ gì đó thì các bạn coi vô cái thú vui dân dã mình rồi các bạn tìm cái tiêu đề là những nơi câu cá thiên nhiên và picnic ở Bình Quới ha, thì mình có hai cái clip đó, phần 1 phần 2 á, là những nơi câu cá thiên nhiên và picnic ở Bình Quới Thanh Đa, khu Bình Quới Thanh Đa, thì các bạn vô clip đó để các bạn kiếm chỗ câu nha. Một vài cái chỗ câu mà mình hay câu á là gần cái ao, đi qua mấy khu ao của người ta có chỉ các bạn cũng không vô được đâu. Clip này mình nói hơi nhiều nha, thì mình hướng chỉ mấy bạn một số chỗ câu với cái mồi câu rồi đó. Kinh nghiệm thì mình chỉ có vậy.
may mắn lên con rô đầu tiên. Lưỡi câu cá rô thì dùng lưỡi nhỏ, mình cũng không biết số mấy nữa, số 6 hay số 7 hay 5 gì, Maruno mình câu đại à, chứ mình cũng không rành lưỡi lắm, cứ nhỏ nhỏ mình dắt mồi trên kiến vừa cái cục mồi mình câu thôi. Thường câu cá rô mình hay dọn sẵn, mình thải mồi sẵn hai chỗ, mình câu chỗ này xong cái mình dời qua cái chỗ bên kia mình câu vậy đó, cho cá nó đừng nhát lắm. Cái mình hay để ý gì nè, nếu mà cá rô á mà mình giật giật trúng thì không sao, giật mà trên nó văng lên trên mà rớt xuống lại ngay chỗ đó đó là mấy nó không thèm ăn nữa, mấy con cá ở đó, đó nó chạy đâu hết trơn à, câu cũng không khó cá ăn, không biết phải nó xuống nó báo động không. Ở trên có một thằng rất là nguy hiểm, nó đang chờ đợi anh em mình ở trên đó, anh em đừng có nên ăn lưỡi câu của nó chẳng hạn vậy. Không, nó vui thôi, tại vì mình cũng để ý nhiều lần vậy đó. Đấy, giật lên mà văng lên rồi nó rớt xuống trời, nó kéo nhau đi hết. Đây là cách mình dắt mồi, dắt mồi cũng không chuyên nghiệp lắm nha các bạn nè, cứ cuộn xuống này. Đó, nó dồn lên đây cuộn nó xuống vậy nè, dắt 3-4 lần vậy, về mình dắt nhiều lần để cho các bạn thấy nè, đó. Đó, cứ dồn lên cuộn xuống nè cho nó cứng cục mồi lên thôi. Mấy bạn dắt không được thì mấy bạn cột hay cộng chỉ trên cái lưỡi nè, bạn quấn lấy chỉ quấn cũng được, mình cũng thấy có mấy anh câu quấn chỉ. À, có bạn chỉ mấy bạn mồi này nè, mấy bạn mua mỡ bò ha, mua mỡ bò về các bạn thắng lên á, các bạn trộn vô bắt, các bạn làm cục các bạn câu thì nó cũng được, nó sẽ dính vô lưỡi á, nó không có tan ra, khỏi mất công dắt mồi khó. Uổng quá. Ăn chưa, kéo sạch lúc luôn. Biết mấy con kia còn dám ăn nữa. Sẵn đây mình chỉ mấy bạn một số điểm câu nè ha. Các bạn lên trên bình quế ha. Các bạn hỏi vô hẻm gà nướng bảy đực ha. Các bạn chạy vô chợ cỡ chừng 400-500 mét là các bạn thấy một cái bên tay trái, một cái đầm rất là rộng. Xưa tụi mình gọi là vườn dừa. Vườn dừa, vừa có đầm sen, rồi vừa có lục bình nữa. Các bạn quẹo vô hẻm Ba Tổ. Quẹo vô hẻm Ba Tổ là thấy nhiều, rất nhiều điểm câu ha. Ở đó đủ thứ, cá chép, rô phi, rồi cá rô, cá trê, đủ thứ à. Cũng hên xui nha các bạn. Câu thì cũng nhờ mồi và nhờ hên xui nữa. Rồi chạy sâu vô hẻm Ba Tổ nữa, cũng bên tay trái có đám cỏ lớn mênh mông á, vừa có cái rạch nữa. Chỗ đó câu cũng có, hay có cá trê. Cá trê, cá rô. Các bạn thấy mình thả mồi dụ cá nó lại dữ lắm không? Nhưng mà tại mình giật không hiệu quả thôi, mình nói thật luôn, mình câu dở lắm, giật dở lắm, không hiệu quả thôi, chứ giật hiệu quả nãy giờ cũng chắc có 3 con 4 con gì phải không. Trong cái hẻm Ba Tổ là bên tay trái là các bạn thấy một cái đầm rất là lớn luôn, cái đầm đó là không bao giờ cạn nước nha các bạn, nên có những con cá rất là khủng luôn á, cá chép 4-5 ký, 5-6 ký là chuyện thường luôn á. Rô phi cũng rất là nhiều, rô phi, cá rô, nhưng mà nói chung là chậm ăn, nhưng mà câu thì cũng có chứ không phải không có. Có người vô cũng câu ngày được 4-5 rô phi gì đó, có cá câu là vui rồi.
hắn cần ngồi dưới dính cách tre. Giống như rô phi con phá mồi á, cứ kéo mà giật mà không cảm giác gì. Đổi chỗ này, cái rô phi phá quá. Chỗ này nãy mình có thả mồi dữ rồi. Trên ruộng rau muống này thì đâu cái rô nhỏ, dưới dũng sen rô to nhưng mà rô phi phá quá. Cái sen này thì cá nó to hơn cái dũng rau muống ở trên kia.
Ê, giờ này giờ đói giờ khát mà cá ăn giờ không dính. Nhãn ạ. Cá hôm nay ít nhưng bụng mình nó sôi nhiều. Rồi ồ ồ rồi. Ngày 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 đó rồi Dạ. bữa cậu có thấy từ lâu cậu để nè Nãy con bữa con làm rớt anh con Đức làm biến lấy. đúng rồi rô nãy giờ cả chục Dạ chắc cỡ đường chục con à, lớn nhỏ. con bị lớn vậy không gì À cỡ này với nhỏ hơn. cỡ đó giờ sao tiêu cũng ngon lắm rồi. Cậu bảy đi thăm lưới, thăm vớn. Cua với lại xe tao À. Hình trước giật được con trước khi cậu lội lội động thì nó cũng chạy không biết nó còn ăn này. Nước mênh mông à, cá nó không gom lại, mình thích câu nước kém hơn, kém hiệu quả hơn nhiều. Cuối tuần mình đi Phú Yên nha các bạn. Có trải nghiệm gì hay mình quay lại cho các bạn coi. Giờ mình đang tìm coi có bạn nào là thổ địa ở dưới miền Tây mà cái khu mà có mùa nước nổi á. Mình tại đó giờ mình cũng chưa có đi mùa nước nổi mà thực lần nào mình muốn quay lại cho các bạn coi luôn. Vậy người ta đánh bắt như thế nào, người ta sinh sống ra sao á, lội động mà nó cũng ăn nè. Mình thật sự muốn trải nghiệm cả tuần ở dưới á, vậy đi mình đánh bắt với bà con luôn, đánh bắt rồi sinh sống rồi nấu chế biến món ăn nào ra sao á, mình quay cho bạn coi. Nên bạn nào mà có bạn bè người thân á, bạn bè người thân hay là ai cũng được mà cho mình đi theo cùng đó, thì mình cảm ơn nhiều. Nhớ nhắn địa chỉ số điện thoại ha để mình liên hệ. Cho bạn coi nè, mình ngồi ở đây câu ở trên mình giật cá, còn dưới kiến cắn. Kiến này nó ít cắn nhiều nhưng mà nó cứ bò rất là khó chịu, bạn thấy không, trứng kiến đều rớt xuống nè. Đây gọi, đây gọi kiến đen á, bò khắp mình luôn nè, thấy không, chỗ nào cũng có. Cắn quá nó cũng cắn mà nó không có cắn đau như mấy ký khác thôi, nhưng mà bò rất là khó chịu. Kiến ăn cá, cá ăn kiến, này là người ăn cá, kiến ăn người. Người mình giật cá, mấy con kiến ở dưới nó xử mình. Mình xin yêu cầu lần nữa ha, có bạn nào mà ở dưới coi kênh mình mà ủng hộ ở dưới cái khu An Giang, Đồng Tháp hay Long An đồ á, mà có mùa nước nổi thì nhất là những nhà các bạn mà có đánh bắt hay là thu mua hay gì cũng được, nhất là đánh bắt ha bạn.
Nếu mà có lòng thì rủ mình về dưới, về dưới miền Tây ngay mùa nước nổi, tại mình cũng muốn trải nghiệm rồi mình quay clip lại cho những bạn khác coi. Mình thì cũng biết bơi lội rồi, mình cũng không ngại dơ nhảy bùn gì đâu nha, cho mình đi theo mình phụ cũng được nữa, vừa phụ vừa quay clip luôn. Sinh sống như thế nào mình cũng muốn trải nghiệm. Bạn nào có lòng thì cứ cho mình địa chỉ với số điện thoại ha, rồi mình sẽ liên hệ lại. Tiếng cá khó chịu quá, còn chút mồi mình câu cho hết. Cắn quá, bò khó chịu, nó cắn thì không đau mà nó bò khó chịu. Cách thì trời đất ơi. Lần đầu tiên mà câu được con quỷ này nè, thủy quái, câu mồi dế mà nó cũng ăn nè. Phía sông á, mình câu hay câu cũng câu mà nó ăn nó cái rê 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 mà giật không có dính nó đâu. Này nó ăn chắc hơi sâu nè, giật ra miệng nó cứng lắm, miệng lưỡi đây nè. Lần đầu Kiên mới câu được thủy quái nè. Bạn thấy cái hàm đó nè. Hàm nó cứng, giật nó cũng khó sóc lắm nè, dính sập cái ngắt ra nè. Dính là lụm thôi. Nó bành cái ấy nè, nó banh ra cái ngạnh nó ra gì nè, nên nhét không vô cái vỏ được nè, mở cái nắp vỏ luôn mà nhét không vô, chả biết sao. Các bạn coi cá rô mình hôm nay cửa được chừng được chục con lớn nhỏ, mấy con nhỏ câu trên ruộng ra muốn rồi, chục con cách chê nhỏ nhỏ rồi, hôm nay không được nhiều. Nước mênh mông nãy mình cũng nói với bạn là nước mênh mông này khó câu, là nước kém nó thấp xuống. Dính cá là kiến rồi, chắc về luôn. Mình cũng đói bụng quá, giờ nhét nó không vô không biết sao. Bẻ cái ngạnh nó luôn. Chà bá. Dính con thủy quái là đầy vỏ. Thôi mình thu cần mình về đây, giờ này nó cũng chậm ăn quá, nãy thấy cậu ấy cậu lội qua đó, giờ thấy nó chạy đâu mất, nó không ăn nữa, dính lâu kiến ác nghiệt. Mình đi Phú Yên nên chắc mấy ngày đầu mình ra ngoài đó chắc không biết mình có up clip lên được nha mấy bạn. Thấy là mấy ngày mà không có clip thì ráng chờ thêm 2 hôm gì đó.
quả mà có wifi hay lấy rồi là mình cũng up lên cho bạn coi. Lúc mình về miền Tây á, Cà Mau đồ cái nhiều chỗ wifi chậm thì mình không up clip kịp cho bạn coi, không cập nhật được. Lúc về mình mới bắt đầu, chứ nhiều clip phải cần chỉnh sửa, mình phải đưa em mình nó chỉnh sửa. Chỗ này mình thích đây nè. Bữa nào về mà gặp nước kém mình qua đây mình câu cho bạn coi. Đảm bảo sẽ hiệu quả hơn hôm nay nhiều. Nay nước mênh mông à. Mình ghiền giật cá rô hơn cá trê. Tại cá trê ở đây như bạn biết cũng chắc trê nuôi, trê phóng xanh, trê gì nó vô nó ở thôi. Chứ trê đồng không có như hồi xưa nữa đâu. Giật cho sướng tay vậy thôi chứ ăn uống gì mấy cá trê đó. Cá rô thì mình khoái hơn. Mình gom cần mình về nha các bạn. Mình chào các bạn ở đây nha.